đòi bảo gì tao? Thôi anh ơi. Có vợ là gì? Đi ra. Đi ra. Ra ngoài. Ra ngoài. Mày ra ngoài đây không? Mày làm gì vợ tao? Không lợi mày đánh vợ tao không? Mày ra đây không? Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mày làm gì vợ tao? Hả? Mày đánh sự vợ tao trước nhá, hiểu chưa? Nói là gì em không đánh em ấy chưa? Mày ở nhà làm gì? Mày ở nhà mày ăn cái chơi đấy à? Ô, mày làm gì đây? À? Sao mày với quần áo của tôi ra làm gì đấy? Mày sao mày mua quần áo của tao đang ở ngoài đây? Hôm nay mày làm gì? Em là quần áo nó không mặc thì vứt ra ngoài để lâu thì em thấy quần áo chịu mặc nữa thì em mang ngoài thôi. Quần áo của tôi mới mặc rồi đã, tao không mặc. Em không mặc cái gì? Đâu? Hả? Em lấy gì mặc đâu? Thế tao hỏi mày thế việc gì mày lôi quần áo cho tủ ra nó hứa ra làm thế nào? Bác bảo em là nhiều. Bác bảo em là quần áo đầy đủ rồi. Quần áo nào không mặc nữa thì mang ra ngoài làm thế nào á. Thì em thấy. Đây quần áo này quần áo Thư vẫn mặc nhá, mày hiểu chưa? Thư vẫn mặc nhá. Anh cứ chửi em ấy nhở. Thế tao hỏi mày nhá. Mày để ai cho phép vào đâu của tủ áo của Thư? Ai cho phép mày? Bác bảo em thế thì em làm thôi. Bác nào? Bác cốt của bác nào? À mày bỏ ngay câu anh đi. Mẹ tao như thế đâu, hiểu chưa? Mày tự ý mày lấy quần áo của tôi ra mày vứt ra như này hả? Mày biết quần áo này mua tiền không? Anh vừa anh hỏi bác mà xin em bắt bảo em thế thì em... Cái quần áo của mày xong mà nó vứt ra đi. Quần áo đấy không mà. Lấy quần áo mày ra. Bỏ hết quần áo ra. Đồ em mặc sao phải vứt. Đây đồ chị không mặc. Thế biết gì mà vứt đồ áo của vợ tao. Bỏ ra đây. Bố bẻ cái rồi. Lấy quần áo của mày ra. Mày lấy liền đi. Đưa anh ra. Mua áo mới thì tao vẫn mặc thôi. Thế tại sao vứt đồ áo của vợ tao ra? Chị không mặc nữa còn. Không mặc nữa thì áo nào tao bảo mày vứt như chưa? Quần áo này của vợ tao vẫn đang mặc bình thường nhá. Mày hiểu chưa? Còn nếu mày cảm giác mày ở đây ấy, mà để mày phá vợ chồng tao ấy thì cút luôn đi. Hôm nay mẹ tao ở nhà nó mày bênh vào đi. Mày bênh lên nào, phá vỡ mặt luôn đấy. Em phá gì đâu, bác bảo em đấy thì em làm thôi. Ai bảo mày cho đi quyền, hiểu chưa? Bởi vì mày ấy là con đấy mày ở nhờ. Còn vợ chồng tao đang ở đây, tao cưới vợ rồi. Mày chỉ là cái con đấy đây mày ở nhờ thôi. Đây là mày ở nhờ rồi ấy, thì mày phải biết là mày ở nhờ. Chứ mày đừng đến đây mà làm bà tướng. Mày chả có quyền gì ở nhà cơ. Thôi anh cứ chửi em làm gì? Là chửi đấy. Còn tao nói mày là mày đừng có bênh mặt với tao. Đừng bênh mặt với tao. Sang ở đây ở nhà rồi biết mày biết là tao với cả vợ tao nhá. Đã cưới nhau rồi mày cứ đừng mà nghĩ là mày hãm hại tao rồi là mày hãm hại vợ tao để cho bác Cúc bác ấy thương yêu mày. Bỏ mặt bỏ qua giả tạo ra đi. Hiểu chưa? Anh em ấy nhỉ? Đấy. Chị không bảo thế mày ở nhà mày đã dọn nhà mày đang ở nhà tao. À mẹ mày ngủ à? Thế vừa đấy mày ở nhà làm nhà gì? Từ sáng nào làm đi. Hay là mày lục quần áo chị tao mày vứt ha? Mày làm được công việc gì không? Thì trôi không chịu làm gì cả, chỉ phá cái tài thôi. Mày cứ nói mày trừ khi chị tao cho vuốt quần áo chị tao thôi mới mày được vuốt thôi. Nói thôi. Mày thích mặc thì mày bảo tao một câu, tao bảo Thư cho mày mấy cái. Được chưa? Không cần gì mặc đồ của chị đấy. Ôi rồi ôi thôi. Thích mặc thì bảo tao một câu thôi. Bố thí cho vài cái. Chứ việc gì mà phải thèm thuồng. Chắc là định lấy ra mặc nhưng mà chắc là tao phát hiện ra thì bảo là tao vứt đúng không? Thế rồi. Thế còn mặc không có cho mấy cái. Em không mặc nữa thì em vứt đi thôi, cần gì em phải lấy em mặc. Này thế mày bảo em này, nhớ này, gì này, quần áo mày này. Nhà mày nhiều tiền, nhà mày nắm của, thế tại sao mày không ở nhà mày đi sang đây nhà ra làm gì? Nhà tao có cậu chuột đâu. Bác bảo em sang chăm sóc anh thì em sang thôi. Này tao được chăm sóc. Bố mày có tay, bố mày có chân. Bố mày cụt, hiểu chưa? Còn ở nhà bố mày thì dọn dẹp đi. Không sao đem chơi đâu. Nhà này, anh bảo nhà của anh thì cũng như nhà vợ anh là anh bảo vợ anh về dọn đi. Này vợ tao đi làm, có đ*** như mày. Thế mày ở đây mày không làm mày ở làm gì? Ăn ngủ à? Sướng à? Mày ở đây mày chơi không à? Hả? Bao nhiêu công việc không phải loại lừa nhỉ? Dọn đi! Mày đi vô dọn. Mày vợ anh mày dọn đi. Mày thích cái cô nào? Ở đây mày thấy. Ta dọn à? Ở đây đéo chịu dọn mà đang mang cái ấy phơi đây. Ở đây không phải nuôi bà thương như mày đâu. Chứ nghe ngủ ở đây. Còn đáng là sao? Cho mẹ tụi khác nhá. Đúng chưa? Thế mày ăn uống mày bị mùa nó mày biết à? Hả? Biết ý vào cho bố cay xúc vào mồm nhờ. Mày ăn như này được à? Thì ở đây sân nhà không phải giọt rác đâu mà mày vẫn ở đây. Phải nhà của mày ăn thì cầm thằng chỗ kia ăn. Mày biết ý vào. Cái loại cay của chú ý thức à? Nói không hiểu sao ấy, mày vứt vứt ở đây làm gì? Mặt mày dày đấy. Mày vứt đây lúc ai dọn mày? Lúc bọn mày dọn à?
Ờ mày cũng vứt à? Hả? Mày hơi hỗn rồi đấy. Nó còn tỏ ra thái độ. Mày thích ra được không? Mày ăn như thế à? Ăn như thế à? Mày hả? Mày ăn như thế à? Đi ra nè. Mày cút vào nhà đây. Mày nhận tiền mà làm được nữa hả? Mày cút vào nhà đây. Quay mũi nó. Hả? Mày hôm qua hôm kia bố mày nhìn mày rồi nhá. Thôi anh ơi. Ôm vợ là gì? Đứng yên. Ra ngoài. Ra ngoài. Mày ra ngoài đây không? Mày làm gì vợ tao? Ôm vợ mày đánh vợ tao không? Ra ngoài này. Mày ra đây không? Mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Làm gì? Mày làm gì vợ tao? Hả? Mày đánh sư vợ tao trước nhá, hiểu chưa? Nói này là nhà tôi mà đánh em hay chưa? Mày ở nhà làm gì? Mày ở nhà mày ăn cái chơi như thế à? Mày lấy con áo mày, biến ra khỏi nhà luôn. Không đi, các em ở đây em phải ở á. Anh quên thì anh đuổi em đi. Đây là nhà Kiên mà. Mày ăn vạ mà đòn vạ đấy. Cái loại bám tay như điểm. Mày ở đây mày làm được gì? Người ta đã không thích mình rồi, cố gắng lại lần níu kéo người ta. Cái loại vô lịch gì? Nhà người ta đuổi như thế không biết nhục à? Mày đuổi mày như chó ấy, mày vẽ ở đây là lồn đi. Ờ, tao chẳng đi chơi bạn ta. Mày nhục à? Chơi mày à? Hay chơi bắt đâu? Chơi anh Kiên mày chiếm rồi, nhỏ đàm gì? Cổ mày đó. Mày không, mày sao không, mày không hình nghe anh Kiên đuổi mày, mày không đi đi. Mày cũng tức đấy, đuổi ở đâu, nào đuổi đây. Nào, mày đừng lấy đội như thế nhá. Ngủ mày hơi hôn rồi đấy, nhà anh Kiên đuổi mày, mày không đi đi. Con này mày chiếm đâu, mày nhớ chưa? Bác cái đại đây đâu ở đâu ấy? Là đây là em chuẩn chứ, hiểu chưa? Thì nó quan gì đi em? Nó có quyền nó sang đây. Ôi. Nó chàng thì nó chơi đi, nó cứ chiếm nó anh em làm gì? Mày... Chị, này mày xíu vào của chị tao xong tát mày mùa mồm ấy. Mày cướp chồng của chị nó chẳng nói. Ai mà để im cho mày được. Thế bây giờ tao hỏi mày thì tao phải làm như nào thì mày mới từ bỏ tao được. Mày phải sai tao gọi tao. Mày phải làm như nào, tao phải làm như nào. Mày muốn tiền đúng không? Hay em là mục... tiền mà, anh phải lôi ra. Cái mục đích của mày là gì? Mày mục đích của mày là gì? Mục đích mày đến đây là gì? Em anh thì em sang đây ở thôi, bác cũng cho em đồng ý cho em sang đây rồi. Giờ bác cũng chẳng thích con Thư nữa, bác cũng muốn đuổi nó đi rồi. Nhưng mà tại sao mà mình có suy nghĩ như thế? Chả có ai nói với mày là bác không thích con Thư cả. Từ khi mà mày vào nhá, là mày xui dại bác, mày nói cho bác thì bị hiểu nhầm. Thế là Thư mới bị như thế nhá. Còn không bao giờ Thư như thế. Nếu mà Thư mà như thế nhá, vợ chồng ta đéo cưới nhau đâu. Ui, wow, lại do mày hết đấy. Mày nó không kiếm được tiền, nó chẳng đẻ được thì bác mới như thế nó thôi. Là không đẻ được hay không là hai mày biết à? Mày ngủ trong giường người ta mà biết à? Hả? À? Mày ở cùng với tao à? Vợ chồng người ta kế hoạch các kiểu chứ. Mày cứ nghĩ là cứ cưới về là người ta phải là đẻ luôn à? Mày nghĩ là tao bây giờ bố mẹ tao nghĩ là mày tốt nên là bố mẹ tao mới như thế thôi. Còn nếu mà bố mẹ tao nhận ra cái bộ thật mặt thật của mày ấy, thì tao khẳng định mày luôn. Mày yên tâm đi. Mày không bao giờ mày bước chân vào đây một lần nữa đâu. Cái bộ mặt giả tạo của mày ấy, tao sớm là tẩy cho bố mẹ tao nhìn thấy. Đã không chẳng quan đến anh. Giờ bác thích em, bác cho em ở đây. Anh cũng chẳng có quyền gì. Giờ bác cũng chẳng thiết thầy con Thư ấy nữa. Nếu ai thích mày? Nếu mà nói thế nhá, đợi xem nhá. Xem mẹ tao là mẹ tao tin ai. Mẹ tao chắc chắn mẹ tao tin tao, tin nhớ loại mày. Nếu mà mẹ anh tin anh thì đã không chửi con Thư, đuổi con Thư đi như thế rồi. Ôi dồi ôi, mày định bợ thôi. Mày bỏ cái văn định bợ đi xem là bác có tin không. Dăm ba cái đồng tiền mày cho mẹ tao cái tiền. Tiền mày đi vay à hả? Tiền mày đi vay tiền thì ở đâu? Vay không chẳng quan anh, có tiền em cho bác là được rồi, còn chơi những lại con vợ anh. Mẹ thì đi làm mà chẳng có tiền ăn thì tiền về để cho mẹ chồng mẹ chửi nho thế. Là như mà mẹ tao ấy đéo còn đồng tiền bẩn của mày. Tao thì tao kiếm ra tiền tao cho mẹ tao được. Hiểu chưa? Còn là vợ tao đéo liên quan gì đến với mày. Mày đừng có lôi vợ tao đến. Mày lôi vợ tao vào trong câu chuyện của mày làm đéo gì? Còn là nó thằng mày này, mày cứ yên tâm đi. Mày tự ý ra ngoài thì tao tha cho, còn là mày đừng để tao phải tìm ra một cái bộ mặt giả tạo của mày. Lúc đấy nhá, tao cho mày đi công an mày ngồi đấy, vì là mày phá vỡ hạnh phúc của gia đình tao đấy. Chim cút. Đấy em không đi đây. Là bác đuổi em đi em mới đi, còn bây giờ bác bảo em sang đây chăm sóc cho anh thì em ở đây thôi. À, chăm sóc được cái gì không? Mày chăm sóc được tao cái gì không? Hả? Mày bảo là mày chăm sóc được cái đéo cái gì? Mày ở nhà mày chơi, mày ăn mày ngủ, cái quần áo của bố mày phải phơi. Tao nói mày chỉ sang đây phá hoại hạnh phúc người khác thôi. Sớm muộn thì bố mày ra tẩy mặt thật mày thôi. Làm bố mày gì đâu mà ra tẩy. Mày đây mày ăn chơi mà. Mày chỉ biết chia rẽ hạnh phúc gia đình người ta thôi. Ba quả của Thư mua để thắp hương cho mày mẹ à? Hả? Mày thì sao? Ba quả của Thư mua để thắp hương nhá. Thắp hương xong rồi thì chỉ phải ăn. Chưa thắp. Hôm nay của một, chưa thắp hương. Thế lúc thắp hương xong rồi thì ăn, giờ ăn chưa có sao đâu. Mày mày ngu à hả? Mày không đi học à? Thế bây giờ chưa thắp hương mày lấy ba quả ra mày ăn. Mày tưởng cái này là của mày à? Mua là anh khác, em thiếu tiền, thích thì em mua là của anh luôn.
Ừ, thế sao không đi mua đi, mày lấy... mua mày ăn nhá, còn đừng lấy tự tiện lấy của tao. Đồ của tao với Thư đã để đâu để nguyên đấy. Đừng có tự tiện mà lấy mà ăn. Đồ người khác cứ của như là cần mà đi chúng mày đồ cứ đi anh biết ạ. Tiền lấy của người khác không biết ngái sao đồ mà. Đồ mày đấy, đồ tao mua về thư mua về Thác Hương chưa Hương mà mày đã mày bao giờ mày ăn rồi mày thèm à? Mày ăn giờ ăn chứ có sao đâu, mày ăn thì mày tự mua. Nó biết dục lắm, nó không ở đây. Mày thèm ăn thì mày bảo tao, tao bố thí cho mày ăn. Việc gì mà mày phải làm như thế? Này mày nhớ phải dạy đời tao. Thì tao ăn đồ của nhà tao, tao ăn rồi. Mày thấy mày ạ? Đồ nhà mày nhưng mà của chị tao mua, chưa? Nhà mày ở đây à? Tao mua lại luôn đó. Thì đi ra ngoài mua đi, việc gì lấy đồ của chị tao không? Tao thích lấy đây, sao? Tao thích mày động vào người tao ở đây. Mày đánh nó đi. Ủa mày đánh mày bật tay. Đánh mày bật tay đánh làm gì? Đánh mày làm gì? Ừ. Khi mà mày đụng lên chị tao thì tao đánh mày luôn đấy. Mày phải đánh nó đi, mày không ăn luôn đấy. Mày báo hộ tao cái. Ừ, báo công an, dọa gì? Mày dọa ai đấy? Hả? Cái loại không biết mày đánh nó đi rồi tao báo. Cái loại mặt mày tao không được đánh nữa nhá. Mình tay tao hiểu chưa? Này. Mày đừng động vào lại đấy. Thôi thôi anh ạ. Ăn vạ, mày ăn vạ. Mày bảo nó đi tối là mày chung luôn đấy. Mày bảo đi. Loại ăn vạ, ăn vạ, bây giờ bắt đầu ăn vạ đấy. Lại đàn ông ăn chay, chứ mày đang mặt con đàn bà, để biết được à? Không ăn thì em chọc mày, con gái mày. Thôi anh Hưng ạ, bỏ qua đi. Đụng nó làm gì? Nhau đứa con gái, lơ mà ra. Mày đánh cái này này, bắn qua luôn đấy. Thôi Dung ạ. Nó không được chấp, nó không được, nó nhìn tôi đánh mày vào. Có nhìn tôi đấy, im mồm vào. Mày tâm như mồm đi, mày đừng có nói nữa. Bố mày thích nói. Thôi thôi Dung ơi. Hả? Chấp nó làm gì giống mày? Mày lần sau đừng để tao thấy mày đánh chị tao một lần nào. Thôi thôi quá này. Thôi được. Sao mày làm gì tao? Mày đánh nào? Đánh nó đi. Bố xuống mồm mày luôn đấy. Thôi thôi. Thôi thôi cái. Con người có ý thức. Mày hiểu chưa? Mày đánh tao ấy. Mày thích là nhanh nó béo không ăn mày đi tù một chỗ. Thôi. Thôi. Nào. Mày thích không? Thích mày luôn đấy. Mày im mồm vào. Mày đừng bố láo đấy nhá. Nó đã cố nhịn mày rồi. Thằng này im mồm vào. À mày nó nhịn mày rồi, mày ngáo à? Ôi, anh xem nó vui vinh cổ lên nó mày nói tắt đi. Mày nhờ mày tắt nó này. Bây giờ nó bảo báo mày không thèm chấp luôn cho nó. Mày cứ để đừng bố láo đấy. Thôi Dũng ạ. Ô chấp nó. Chấp nó làm gì? Chấp nó làm gì bây giờ? Mày con trai địt mà thế luôn. Mày đi lâu rồi. Thở tí nó bảo ăn khỏe. Thế bây giờ nó về nó lại bác cung thì sao? Bác cung chửi tao đấy. Bác cung lại bảo tao là dẫn chúng mày về. Sao đánh nó? Lại chửi tối lại chửi tao. Nếu tao đánh thì không sao, nhưng mà mày đánh thì lại khác. Lúc anh em mình sang đây bác Cúc lại cứ nọ đi kia với anh em mình ấy. Lại bảo là tao dẫn cho mày về. Mẹ sau lần sau lại nhìn mặt cho mày bác Cúc lại ghét. Cái tao bảo tao không muốn liên lụy cho mày rồi. Cái việc gia đình của anh giải quyết rồi, nhưng mà mày biết là mày đánh nó kiểu gì, kiểu gì nó chẳng ghét mày sẵn rồi. Bây giờ nó lại báo bác Cúc lại thay đổi thế kia. Tao đang muốn liên lụy cho mày rồi. Bảo từ trước rồi. Mày đánh nó được cái gì đâu, để anh lại giải quyết. Anh nói thì bác cũng không làm gì được. Chúng mày đánh nó lại khác. Thôi bây giờ chăm nó làm gì? Nó ăn vạ mà, nó bảo nó báo công an đấy thì anh em mình nhịn đi. Nhịn nó đi. Dạ em nhìn nó từ lâu lắm rồi. Nói... Mẹ mày đánh nó xong nó báo công an thì hay là cũng ăn đủ đấy. Đấy. Nó báo công an rồi, nó bảo bác cũng rồi. Anh Kiên với chị Thu thì mệt ra. Không biết là nó nói thật hay nó đùa đâu, nhưng mà thật nó báo công an là ăn cướp luôn đó. Không phải đùa đâu. Mày biết đâu để vết thương đâu sợ gì anh. Thế biết đâu nó báo ăn thịt mày ăn cứt hay mày ăn cơm. Mày cứt luôn đi. Nó báo ăn thật đấy, con này nó cùn nên nó báo ăn thật đấy. Con này cớ đấy. Nó có sợ ai đâu mà. Tính nó danh ma đấy. Nó nói là nó làm đấy. Kệ nó đi ra ngoài rồi, kệ nó thôi. Bây giờ nó đi ra ngoài đi rồi. Đi đâu ấy? Chắc cãi. Mẹ theo khi nó chạy xuống nó báo bác cục ở dưới công ty ấy. Tôi nghĩ thế, vì con này hay rách mách lắm mà. Đi rồi, nó đi rồi. Không nói cũng đi rồi. Sự thật đâu. Lại cái này anh em mình ấy nó cãi chửi nhau đánh ở đây chả làm được cái việc gì dò phá hoài mà. Kiểu gì nó sẽ nói 1 nhân 10 mà. Này nó cay đấy. 1 nhân 10 ngay. Này anh em mình nhân tiện bác Cúc ở nhà đây anh em chửi. Nó chạy xuống bác Cúc nó báo chuyện bác Cúc kìa. Tí đấy. Bác Cúc giờ về rách việc này. Việc ra thôi anh em đi về đi để có gì để tôi nhà thôi. Mắt nữa về đây thì bác Cúc đã không có ai nhà đây. Có gì thì bảo anh. Rồi. Đi về đi. Bác Cúc bác đi về đây là bác thủy cho chết. Mời mày đi về luôn. Vâng ạ.